Rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin Cà Mau trên 7 của báo Cà Mau điện tử. Hôm nay thứ hai ngày 5 tháng 8, những tin tức nóng nổi bật trên các lĩnh vực trong tuần qua sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Tiếp tục khắc phục hậu quả nước biển dâng bất thường, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương đang khẩn trương khắc phục trên 300 mét đê biển Tây bị sạt lở vào chiều ngày 3 tháng 8. Từ chiều ngày 3 tháng 8 đến nay, hàng trăm lực lượng túc trực thường xuyên tại đoạn đê biển Tây thuộc địa bàn hai xã Khánh Hải và Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời để sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ đê. Cảnh báo tình trạng cướp giật vào ban đêm trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Cái Nước, ghi nhận của phóng viên về một số vụ việc vừa xảy ra trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục công tác khắc phục hậu quả nước biển dâng bất thường ngày 4 tháng 8 trên khu vực đê biển Tây thuộc địa phận xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân địa phương khẩn trương khắc phục trên 300 mét đê bị sạt lở xảy ra vào chiều hôm trước. Ngày 3 tháng 8 cùng với đó, tại các địa phương có nhà bị tốc mái, sập đổ cũng đang được khẩn trương khắc phục ổn định đời sống người dân. Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 3 tháng 8, thủy triều dâng cao bất thường kết hợp với mưa dông, gió giật mạnh đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm hộ dân các địa phương trên biển của tỉnh Cà Mau. Thiệt hại nhiều nhất là địa bàn thị trấn Sông Đốc, xã Khánh Bình Tây, xã Khánh Bình Tây Bắc, xã Khánh Hải và xã Phong Điền thuộc huyện Trần Văn Thời, xã Khánh Tiến và xã Khánh Hội thuộc huyện U Minh, xã Tân Tiến và xã Tân Thuận thuộc huyện Đầm Dơi. Theo báo cáo của các địa phương, mưa dông, nước dâng đã làm sập 44 căn nhà, tốc mái 184 căn, chìm một phương tiện của ngư dân khi đang neo đậu trong bờ và hơn 300 mét đê biển Tây thuộc địa phận xã Khánh Bình Tây, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời bị sạt lở. Thiệt hại tài sản ước tính trên 3 tỷ đồng, không có thiệt hại gì người. Do mưa dông lốc và nước dâng cao diễn ra quá nhanh nên không ai kịp di dời tài sản. Nhiều người cũng đã chủ quan nên nước tràn vào nhà làm hư hỏng nhiều tài sản. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải có mặt tại hiện trường nắm tình hình, đồng thời chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ khẩn trương gia cố đoạn đê bị lở, tránh để dở đê ảnh hưởng đến những hộ dân phía trong đê. Lực lượng bộ đội biên phòng, công an, quân sự cũng đã được quy động phối hợp với chính quyền các địa phương nhanh chóng hỗ trợ giúp di dời người già, trẻ em, tài sản vào nơi có vị trí cao. Những hộ dân có nhà tranh, cây cổ địa phương được ở nhờ các hộ có nhà xây bằng tường kiên cố. Do nước dâng cao nên rác và phù sa tràn ngập đường đi, tràn vào nhà dân khiến sinh hoạt xáo trộn. Bằng tất cả nỗ lực của địa phương, chúng tôi đã huy động cả nhân lực, vật lực, tập kết đầy đủ các cái phương tiện dụng cụ ngay trong đêm để khi mà nước sóng biển tạm thời hạ nhẹ xuống thì cho anh em ra để chấn các cái bao đất, bao cát và chấn giữ đê ngay. Và suốt đêm hôm qua cho đến giờ này thì các lực lượng, khoảng 200 lực lượng thi công liên tục, làm liên tục. Và chúng tôi cũng đã phải sử dụng đến cái biện pháp là đánh chìm cái xà lan để chặn những cái con sóng đánh vào thân đê ở những chỗ nguy hiểm nhất để không đảm bảo không cho vỡ đê. Vấn đề lâu dài thì như chúng tôi đã tính toán từ trước đó, thì phải cố gắng làm các cái kè khẩn cấp để rồi trên cơ sở đó tạo bãi. Bãi sẽ được tạo từ tự nhiên và từ nhân tạo. Để rồi trên cơ sở tạo bãi đó chúng ta trồng lại rừng phòng hộ, đấy là giải pháp lâu dài. Còn những cái giải pháp trước mắt đó, ở những cái đoạn hiện nay chưa có cây rừng, thì chắc phải tiếp tục đầu tư bằng cách là đổ những cái mái đê bằng bê tông cốt thép để đảm bảo chống chịu trước những cái cơn sóng dữ. Chứ nếu như chưa có cái đai rừng phòng hộ lớn mà không có những cái biện pháp cứng như thế, đảm bảo kiên cố như thế, thì những cái con đê như chúng ta đang đứng ở đây thì chắc chắn cũng không thể chống chịu nổi với sóng gió của biển. Nó ủng với là nó lên cỏ chừng tới lưng quần nè. Lại nó trôi đồ tắt hết trơn rồi. Rồi có báo cho ai không? Có báo cho ai đâu, điện đài gì đâu, điện thoại đâu báo. Thì có ai dọn dẹp nhà cửa, nịt là chạy trốn, kinh nhỏ chạy đi. Thì có ai tiếp cái gì không? Có mấy anh đồn, mấy anh chủ sở rồi nè. Cứ nghĩ như bình thường, nhưng mỗi lần bởi vì tôi ở đây hai mấy năm mà không bao giờ nó ngập tới cái sân này, rồi mình cứ nghĩ là nó lên chút xíu rồi nó xuống, cái bắt đầu dòng nó ập tới rồi cái đồ là nước nó tràn, là quấn đồ đạc banh trành hết, đưa vô một cái mọt đi, lượng sóng làm như lượng sóng rất to, rồi nó đưa vô một cái là cỡ 5-6 tấc nước, rồi tôi mới cổng con tôi bên đó cổng về là nước ngập ngay.
hàng chục cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sông Đốc và hải đội biên phòng 2 được huy động xuống từng địa bàn xung yếu để giúp dân di dời người và tài sản có giá trị về tránh trú tại đồn biên phòng. Đồ châu với trơn luôn, không còn, giờ không còn mấy con nó cơm ăn. Hết trơn không phải luôn rồi đó, châu hết trơn. Nhà dưới sập hết trơn, chỉ còn cái nóc ở trên thôi. Quách banh hết trơn, chỗ nào cũng kia. Có ai tới giúp đỡ gì không? Có, mấy tàu tới giúp rồi đồ người luôn, là chở xe ra ngoài luôn. Áo thì tiêu tan rồi. Những hộ dân vào tránh trú tại đồn biên phòng được bộ đội chăm sóc sức khỏe và phục vụ ăn uống, sinh hoạt đảm bảo sức khỏe. Hiện các đồn biên phòng vẫn tăng cường lực lượng phối hợp với các địa phương tiếp tục hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sập và nhà tốc mái nhà để nhân dân sớm ổn định cuộc sống, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở bà con đề phòng nước có thể dâng cao vào buổi tối. Tại đê biển Tây, hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đang nỗ lực kè chống sạt lở, ngăn nguy cơ dở đê. Từ chiều ngày 3 tháng 8 đến nay, hàng trăm cán bộ chiến sĩ và nhân dân địa phương túc trực thường xuyên tại đoạn đê biển Tây thuộc địa bàn hai xã Khánh Hải và Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời để sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ đê. Càng ngày càng nó lấn sâu vào cái đê, sóng nó càng đập mạnh, có thể là dở đê nước chảy tràn vô ảnh hưởng đến sản xuất của bà con. Anh em đều đồng lòng để kè đê để chống sạt lở. Vì xã thì cũng đã huy động lực lượng dân quân tự vệ 50 lực lượng để quyết tâm bảo vệ cái đê cùng với các lực lượng chức năng của huyện, của tỉnh trong thời gian tới. Hiện tại, thủy triều phía bên ngoài đã xuống thấp hơn so với ngày 3 tháng 8, nhưng sóng lớn vẫn còn tác động đến chân đê, nên công tác khắc phục sạt lở đê đang được các ngành chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện. Hiện nay là lực lượng túc trực là có thể là trên dưới 300, đó là tới trên 300, là kể cả tỉnh, rồi huyện, xã, lực lượng quân đội, lực lượng dân quân tự vệ, rồi đê nhân dân. Đấy, coi như mình tập trung lực lượng để ngoài xử lý hộ đê bằng cách xử lý máy đê để cho nó không ảnh hưởng đến cái đê đã thi công. Thứ hai là mình sẽ bao cát mình đưa đất vào để mình chuẩn bị sẵn để là khi mà là cái nước mà có dân của bộ nó dâng lên lần nữa thì có thể hạn chế được cái nước. Đây chỉ là giải pháp xử lý tình huống, còn về lâu dài cần phải có phương án phù hợp, đặc biệt là phải tạo được bãi bồi để trồng rừng phòng hộ chắn sóng mới mang lại hiệu quả. Cái đoạn mà không có đê rừng phòng hộ bảo vệ là mình phải bảo vệ cái mái đê bằng thảm bê tông, có chân khai có thảm bê tông để bảo vệ mái đê thì cái sóng mà nó có vượt khả năng của các đỉnh kè thì có thể là nó cũng không ảnh hưởng đến cái máy đê. Đến chiều ngày 4 tháng 8, việc khắc phục sạt lở tại đoạn đê biển Tây thuộc địa bàn xã Khánh Hải và Khánh Bình Tây cơ bản được đảm bảo. Lực lượng tham gia hộ đê luôn sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Trong năm khóm của thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời bị ngập do triều cường lần này, thì khóm 6A chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Các hộ dân bị thiệt hại đều mong có nơi ở ổn định để bám biển mưu sinh. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thị trấn Sông Đốc, đến 9 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 8, toàn thị trấn có 19 căn nhà bị sập hoàn toàn, 76 căn tốc mái, ước thiệt hại hơn 1 tỷ 600 triệu đồng. Khoảng 4 giờ rồi nước nó dâng luôn, tóc gãy hết. Ngập lên khoảng so với mình đo dưới chân mình có tới đâu? Lộ ra lộ là ngang ngực luôn rồi. Cái này thì đồ đạc trong nhà nó trôi. Tủ lạnh, tủ gì kêu tan hết. Để mà dọn không kịp. Nó lên khoảng bao lâu? Nó lên khoảng chẳng tới chiều khoảng 2 tiếng hồ. Mỗi lần nó lên đâu có giữ gì đâu, lên chừng nửa tiếng rồi rút rồi. Chứ còn lại mình có đâu. Nhận được cảnh báo gì này kia nước dâng rồi. Không, bất ngờ như hồi đó giờ tôi mới thấy lần này. Ngoài ra có trên 200 hộ bị ảnh hưởng của triều cường, nước biển dâng, tổng thiệt hại trên 9 tỷ đồng. Thị trấn đang nỗ lực rà soát, thống kê thiệt hại để báo cáo về trên có phương án hỗ trợ sớm nhất. Ca đồ ở sao ơi, trâu mất cái dân quần áo không có, sáng giờ mất đi lượm từ bộ. Bươi lên lượm nó giờ nhà không có chứ. Chén tô ăn cũng không còn cái luôn. Trâu đi hết luôn. Trâu hết trơn luôn, để có đi dỡ đồ lên móc vài cái.
Những hộ đóng cửa nhà đi biển hay đi làm việc khác khi thiên tai xảy ra, tất cả vật dụng không trôi đi nhưng đều hư hỏng. Tiếp theo là một số thông tin về tình hình an ninh trật tự đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Cái Nước xảy ra một số vụ cướp giật tài sản. Bị hại hầu hết thường điều khiển phương tiện một mình vào ban đêm. Các vụ việc đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương và chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã truy bắt nhanh thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại. Vào cuối tháng 7 vừa qua, chị Trần Thị Nhanh cư ngụ xã Phú Hưng, huyện Cái Nước đến trình báo với công an về việc trên đường đi làm về đã bị một thanh niên điều khiển xe mô tô giật lấy túi xách bên trong có khoảng 7 triệu đồng, một điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ. Chị cho biết, dù chống trả quyết liệt nhưng do đoạn đường vắng, trời tối, tên cướp hung hãn đạp vào xe của chị và tẩu thoát. 7 giờ rưỡi em chạy về vừa qua cái chợ Nhà Văn xong thì đối tượng nó giật cái tay cái gì nó giật cái cặp của em. Thì cứ chạy được thì em cũng gượt theo, em gượt theo, em la dữ trời lắm. Nhưng mà hắn thì thấy em la quá, cái quay đầu xe lại, cái dùng cái giò đạp xe em đách được một cái thì em lặn tuốt trong. Thì lúc mà em lặn tuốt trong thì hắn đã chạy một khoảng thì em cứ gượt theo, gượt ngồi cái chú nó mất tiêu. Em có la lên thì dân cũng ủng hộ em, cũng có điện công an giúp em. Ngay sau khi nhận được thông tin, công an huyện Cái Nước đã quy động lực lượng chia làm nhiều mũi quyết tâm truy bắt đối tượng. Chỉ vài giờ sau, đối tượng cướp giật đã bị bắt giữ. Đó là tên Nguyễn Văn Hở, sinh năm 1992, cư ngụ xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước. Qua điều tra, đối tượng khai nhận chỉ vì nghiện ma túy và muốn có tiền tiêu xài. Sau khi phát hiện bị hại có mang theo túi xách bên trong, lại đi một mình, nên Hở liền ra tay cướp giật tài sản. Cái phương thức thủ đoạn của các đối tượng cướp giật theo các tuyến giao thông thì hầu hết các đối tượng này là đã có nhiều tiền án tiền sự. Cái thứ hai là những đối tượng đều nghiện ma túy. Cái thứ ba nữa là đối tượng này là thường xuyên gảo trên đường, phát hiện là bị hại, nhất là bị hại nữ đi một mình trên đoạn đường vắng thì bọn chúng liền ra tay. Cũng với thủ đoạn tương tự, vào nửa đêm ngày 3 tháng 4, bốn tên Võ Hoàng Minh Tuấn, tự là Heo, sinh 1996, cư ngụ xã Lý Chân Lâm, thành phố Cà Mau; Trần Quang Phụng, sinh 1995, tạm trú cùng xã với Tuấn; Trần Minh Đan, tên gọi khác là An, sinh 1990, sống lang thang; và Võ Thanh Quang, tên gọi khác là Phú, sinh 1995, cư ngụ thị trấn Nam Căn, huyện Nam Căn, đã ra tay cướp giật tài sản của người dân khi đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua xã Hương Mỹ, huyện Cái Nước. Sau khi gây án, bọn chúng lần lượt bị công an huyện Cái Nước bắt giữ không lâu sau đó. Hầu hết vụ cướp giật tài sản xảy ra trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua huyện Cái Nước đều bị lực lượng công an huyện truy bắt nhanh chóng. Không những bị hại mà người dân bày tỏ sự vui mừng về kết quả trên. Em có la nhưng mà chạy thoát, em nghĩ bắt không được, nhưng mà mấy anh công an này quá trời hay luôn, bắt được em cũng cảm ơn rất là nhiều luôn á. Em không ngờ bắt được, lúc mà chồng em điện nó là anh công an nó điện là có được cái túi rồi, là em chỉ chạy xe mà không biết chạy gì đâu nữa đó, tại vì đồ tài sản mình không có nhiều thiệt, nhưng mà bắt được đó mình cũng mừng, trong khi thời gian mình còn đi tới lui nữa. Thông qua các vụ việc xảy ra trên địa bàn, công an huyện Cái Nước cảnh báo người dân, nhất là phụ nữ, không nên đi một mình. Cần cẩn trọng khi lưu thông trên tuyến quốc lộ qua những đoạn vắng, nên chú ý quan sát và truy hô khi xảy ra nguy hiểm. Những bà con, nhất là phụ nữ, đi đường vào đêm khuya nè, trên cái tuyến lộ thì không nên đi một mình là một cái. Cái thứ hai nữa, khi đi đường mà chúng ta có mang theo tài sản, nhất là những cái cặp sách, túi sách thì chúng ta không nên mang đeo, hoặc là cái trang sức mà chúng ta đeo rồi chúng ta mang bên ngoài để cho cái đối tượng từ ở ngoài nó nhìn vào nó thấy ngay, đập vào cái mắt nó. Đó thì khi có những cái trường hợp này thì chúng ta phải cố gắng tránh, là chúng ta không mang đeo lộ liễu bên ngoài, hoặc chúng ta để cái nữ trang hớ hên hở bên ngoài để cho cái đối tượng mà nó đi đường nó thấy và nó nảy sinh cái ý định. Ngoài tình trạng cướp giật, cơ quan chức năng cũng cảnh báo các nhà dân đang xây hoặc sửa chữa trên tuyến quốc lộ cần nâng cao tinh thần cảnh giác, đề phòng các đối tượng xấu lợi dụng sự sơ hở, đột nhập trộm cướp giật tài sản.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Cà Mau trên 7 hôm nay. Rất mong nhận được tin bài video cộng tác của quý vị và các bạn. Chúng tôi sẽ chia sẻ những bút thù lao theo quy định. Mọi thông tin chi tiết xin gửi về địa chỉ email tosoanbsm.dientu@gmail.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sau.